Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm hai bà mẹ Việt Nam anh hùng tại thôn La Bồng, xã Hòa Tiến. Tại nhà của hai mẹ Việt Nam anh hùng, Bí thư Thành ủy bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp hy sinh của các mẹ, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo. Mong muốn thân nhân các bà mẹ Việt Nam anh hùng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, vận động con cháu tích cực tham gia các nhiệm vụ của địa phương, chung tay cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp và văn minh.